kinh phước thế gian tôi nghe như vậy có một thuở nọ đức phật du hóa tại kosambi vườn Kosita. một buổi chiều nọ có vị tôn giả mahakunda sau khi xuất thiền đi đến chỗ phật cung kính đảnh lễ ngồi xuống một bên thỉnh phật giảng dạy về hai loại phước phước báo thế gian phước xuất thế gian nhân đó đức phật đã dạy như sau phước lộc thế gian này các đệ tử có bốn loại phước thuộc về thế gian có quả báo lớn có danh dự lớn có công đức lớn mang lại hạnh phúc đời này đời sau một là có người phát tâm hiến cúng tăng xá phòng xá cho các tu sĩ hai là phát tâm cúng dường Giường nằm tọa cụ ngoạ cụ đệm lông thảm dệt chăn len vật dụng ba là phát tâm cúng dường y hậu cà sa mới mẻ mát đẹp bốn là phát tâm cúng dường trai phạn sáng và bữa trưa giúp cho tăng ni an tâm tu học an lạc ngày đêm này các phật tử khi gieo giống phước trên ruộng lúa tốt của người xuất gia hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc ngày, hoặc đêm. Phước đức đã gieo, ngày càng tăng trưởng, càng lúc càng rộng, cũng như sông Hằng từ nguồn chảy ra, nhập vào biển lớn, càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng. Phước xuất thế gian. Bây giờ, Tôn giả Maha Châu Na từ tốn đứng dậy, trịch vai bên hữu gối quỳ sát đất chắp tay bạch phật cuối sinh thế tôn giảng dạy chúng con phước xuất thế gian nhân lời thỉnh cầu đức phật ân cần giảng dạy như sau này các đệ tử có bốn loại phước thuộc xuất thế gian có quả báo lớn có danh dự lớn có công đức lớn một là hoan hỷ về sự có mặt của các thánh nhân có người tính tâm nghe tin như lai hay đệ tử thánh đang trú nơi nào liền sinh hoan hỷ phấn khởi trong lòng hai là nghe biết như lai và các vị đệ tử thánh du hành giáo hóa rày đây mai đó sinh lòng hoan hỷ ba là khi biết như lai và các vị đệ tử thánh cư trú chỗ nào liền đến đảnh lễ quy y tam bảo học hỏi chánh pháp, giữ gìn đạo đức để sống an vui. Này các đệ tử, nếu có người nào thành tựu đầy đủ các bước thế gian, bước xuất thế gian thì công đức lớn không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn, cũng như năm sông tuôn về biển cả, gặp nhau ở biển, khoảng giữa của chúng, nước nhiều vô số, không thể đong đếm, không thể hạn lượng, không thể biết hơn năm sông lớn đó bao gồm sông Hằng, sông Yamuna, sông Sarapu, sông Mahi lớn và sông Asiravati lớn. Phật vừa dứt lời, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá kinh này.